Arsenal có được lợi thế sân nhà nên họ chủ động nhập cuộc trận đấu với tốc độ rất cao. Điều này khiến khung thành của MU không ít lần bị đặt vào trạng thái nguy hiểm. MU không thể chơi đôi công với Arsenal nên họ cố gắng co cụm phòng ngự, chờ đợi cơ hội để phản công. Sự kiên nhẫn của đoàn quân Erik ten Hag được đền đáp vào phút 27 với pha lập công của Marcus Rashford. Nhận bàn thua thì Arsenal không hề nao núng, họ nhanh chóng tổ chức tấn công với tốc độ cao và gỡ hòa ngay sau đó với pha ghi bàn của Matthew Odegaard. Trước đó thì các học trò huấn luyện viên Mikel Arteta có tình huống phối hợp cực kỳ ăn ý, làm hàng thủ MU phải tỏ ra bất lực. Những phút sau đó, Arsenal tiếp tục dồn ép MU. Tuy nhiên không có cái tên nào đủ sắc sảo để giúp pháo thủ có được thêm bàn thắng trong hiệp đấu thứ nhất. Bước sang hiệp 2, Arsenal vẫn là đội thi đấu chủ động hơn. MU vẫn cố gắng duy trì thế trận phòng ngự phản công. Họ thực sự đã được ăn mừng đầy cảm xúc vào phút 88 khi Garnacho dứt điểm tung lưới thủ thành Ramsdale. MU phản công quá mẫu mực ở tình huống đó, nhưng tiếc thay VAR đã vào cuộc và phát hiện ra Garnacho đã nhận bóng ở tư thế việt vị. Thoát chết may mắn, Arsenal khiến MU nếm cháy đắng trong hai lần ở quãng thời gian bù giờ của hiệp 2 do công của Declan Rice và Gabriel Jesus. Thắng trận thì Arsenal có 10 điểm và leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó thì MU xếp thứ 11 khi mới có 6 điểm sau 4 trận. Tiếp đón Aston Villa trên sân nhà, Liverpool ào lên tấn công và chỉ mất chưa đầy 3 phút để chọc thủng lưới đội khách. Từ một quả đá phạt góc, bóng tìm đến Szoboszlai và số 8 của Liverpool tung cú sút cháy phá khiến thủ môn Martinez chỉ biết đứng chôn chân. Sau bàn thắng sớm thì Liverpool chủ động chơi thong dong, nhưng lữ đoàn đỏ vẫn tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt khá may mắn. Nunez dứt điểm đội cột dọc, bóng bật ra vô tình trúng chân của Matikas của Aston Villa trước khi đi vào lưới. Nửa cuối hiệp 1 thì hai đội chơi ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Hiệp 2 diễn ra với một thế trận trên cờ vẫn thuộc về Liverpool. Đến phút 55, tỷ số đã là 3-0 cho lữ đoàn đỏ với pha lập công của Mohamed Salah. Đến lúc này thì Aston Villa gần như buông xuôi, để bóng huấn luyện viên Unai Emery thậm chí tránh việc phải nhận thêm bàn thua nhờ sự xuất sắc của thủ môn Martinez trong khoảng thời gian còn lại. Tỷ số 3-0 nghiêng về Jacob được giữ nguyên đến hết trận. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp ở Ngoại hạng Anh. Lữ đoàn đỏ hiện có 10 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh cho chức vô địch. Lionel Messi được cho là đã đạt được một thỏa thuận riêng để bỏ qua một phần quy định nghiêm ngặt của MLS khi anh ở Inter Miami. Cầu thủ 36 tuổi này đã tạo nên hiệu ứng lớn kể từ khi đến Mỹ, khi giúp câu lạc bộ mới của anh vô địch League Cup vào tháng trước. Sau đó thì anh đã ghi bàn trong trận ra mắt MLS trước New York Red Bulls vào thứ Bảy tuần trước. Trận hòa không đều hôm thứ Tư trên sân nhà trên Nashville mới là lần đầu tiên anh không ghi bàn hoặc kiến tạo trong 11 trận khoác áo Miami. Trong khi người hâm mộ Inter Miami có thể thất vọng khi không thấy cầu thủ ngôi sao của họ ghi tên lên bảng tỷ số vào thứ Bảy, Messi vẫn mang lại thành công to lớn cho câu lạc bộ cho đến ngày. Ngoài ra thì Messi cũng đã được cho phép đi quá giới hạn một chút khi nói đến một số quy tắc của MLS. Theo đó có một quy tắc gọi là các cầu thủ phải sẵn sàng thực hiện các cuộc phỏng vấn sau trận đấu với nhóm truyền thông của giải đấu hoặc là đối tác phát sóng Apple TV. Một quy tắc là trước và sau các buổi tập, mỗi cầu thủ phải có mặt 15 phút để giao lưu và trả lời phỏng vấn. Daily Mail đưa tin Messi đã phá vỡ quy tắc đó sau trận hòa với Nashville khi không nói chuyện với các phóng viên sau trận đấu, bất chấp yêu cầu của truyền thông. Nhưng trong một tuyên bố của The Atlantic, người phát ngôn của MLS đã xác nhận rằng đã có sự hiểu lầm về truyền thông đối với Messi và anh không vi phạm bất kỳ quy định nào của giải đấu trong vấn đề đó. Ban tổ chức MLS khẳng định rằng Messi và người đại diện của anh đã có thỏa thuận riêng với liên đoàn và Inter Miami, trong đó anh được quyền từ chối phỏng vấn. Một nguồn tin khẳng định rằng thỏa thuận này đang được tiến hành. Thực tế là Messi đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Apple TV thông qua một phiên dịch viên sau trận ra mắt trước Cruz Azul vào tháng trước, cho thấy rằng anh có thể đảm nhận nhiệm vụ truyền thông trong tương lai khi thấy phù hợp. Cristiano Ronaldo đã đạt được một cột mốc quan trọng khác trong chiến thắng 5-1 của Al-Nass trước Anaheim khi anh ghi bàn thắng thứ 850 trong sự nghiệp của mình. Và huyền thoại người Bồ Đào Nha đăng một thông tin đáng chú ý sau khi cán mốc trên. Bàn thắng ở phút số 8 của Ronaldo đã dập tắt mọi hy vọng có điểm của Anaheim. Tuy nhiên, đó không chỉ là một bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-1, đó là bàn thắng thứ 850 trong sự nghiệp của CR7, củng cố vị trí cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trong một bài đăng trên tài khoản Instagram chính thức của Ronaldo, cầu thủ 38 tuổi này cho biết: "Một màn trình diễn tuyệt vời khác của đội. Chúng tôi tiếp tục tiến bộ, hãy cùng nhau tiến lên, Anas. 850 bàn thắng trong sự nghiệp và vẫn đang tiếp tục tăng." Ronaldo là tên tuổi lớn đầu tiên chuyển đến Saudi Pro League
khi chuyển từ MU sang Anas vào tháng 12 năm 2022, kể từ trận ra mắt trước Al Ittihad vào tháng 1. Tiền đạo này đã có 20 pha lập công tại Saudi Pro League chỉ sau 20 trận. Trên mặt đấu trường thì siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 26 bàn trong 30 trận kể từ khi gia nhập câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út. Kể từ đầu mùa giải Saudi Pro League đến cho đến nay, Ronaldo đã dẫn đầu giải về thông số bàn thắng lẫn kiến tạo dù vắng mặt một trận. Thủ quân của Al Nassr đã ghi 6 bàn, kiến tạo 4 lần trong 3 trận gần nhất. Trung bình cứ hơn 40 phút là Ronaldo đóng góp vào một bàn thắng cho Al Nassr. Sau trận đấu với Al Hams, Ronaldo sẽ về tập trung đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, tham dự các trận đấu gặp Slovakia và Luxembourg tại vòng loại Euro 2024. CR7 đang hướng tới những cột mốc ghi bàn mới trong sự nghiệp của mình. Tại vòng 4 ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024, Man City tiếp Fulham trên sân nhà. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã sử dụng tân binh Jeremy Doku ngay từ đầu. Jack Grealish không ra sân ngay từ đầu và anh thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu. Việc cầu thủ người Anh đột ngột mất tích khiến nhiều người phải đặt ra dấu hỏi. Trước trận đấu không xuất hiện thông tin ngôi sao người Anh chấn thương hay là bị ốm. Và mới nhất thì Daily Mail đã tiết lộ lý do cầu thủ sinh năm 1995 vắng mặt. Theo đó thì Grealish đã bỏ lỡ trận Fulham do gặp chấn thương đùi trong một buổi tập của Man City. Với chấn thương gặp phải thì cựu sao của Aston Villa có thể sẽ vắng mặt trong đợt tập trung của tuyển Anh trong tháng 9 này. Trước đó cầu thủ của Man City đã được triệu tập cho các trận đấu ở vòng loại Euro 2024 với Ukraine và trận giao hữu với Scotland. Nhưng với chấn thương gặp phải, anh có thể sẽ phải rút lui. Daily Mail cũng tiết lộ rằng Grealish không ngồi ngoài quá lâu, anh sẽ trở lại sau đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Hiện Man City đang không có được đội hình tốt nhất. Trong đó thì John Stones và Kevin De Bruyne đều đang điều trị những chấn thương khác nhau. Ngoài ra thì Pep Guardiola phải bước vào quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật nhỏ ở lưng. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, các nhà vô địch Premier League chuẩn bị tăng lương khủng cho Haaland trong bản hợp đồng mới với hy vọng giữ chân tiền đạo người Na Uy ở Etihad đến mùa hè năm 2028. Cụ thể thì Man City sẵn sàng tăng thêm 50% lương cho Haaland, từ mức lương thưởng là 375.000 bảng một tuần lên tới hơn 550.000 bảng một tuần, cao nhất tại Ngoại hạng Anh. Tay săn bàn 23 tuổi mới đến Man City mùa hè năm ngoái với hợp đồng có thời hạn 5 năm, tức còn 4 năm nữa. Tuy nhiên Pep Guardiola vẫn muốn các sếp bự câu lạc bộ tìm cách trói Haaland chặt hơn nữa đến tháng năm 2028 bằng thỏa thuận với mức lương hấp dẫn, hòng tránh sự lôi kéo của các đối thủ đáng gờm khác. Đặc biệt là Real Madrid, đội bóng rất muốn có Haaland trước khi anh chọn Man City, được cho sẽ tìm cách đưa anh về Bernabeu một ngày không xa. Giữa các thông tin, chân sút người Na Uy có điều khoản phá vỡ hợp đồng với Man City hiệu lực vào năm sau, dù Pep đã phủ nhận thông tin trên.